một thu trên ngàn tiêu linh đỉnh non bồng một cành sơn trà. Trăm hoa đua nở dưới cành bầy, cầm thú đua chơi chim mà bay phấp phới mọi nơi. Nghĩ hề ai gió rung lác đác đỉnh sườn non, đá chất treo leo sông ngờ thương nước chảy trong veo. Trong veo thuyền xuôi người ngược hò reo vang lừng, núi đá xếp mấy tầng cao thấp ngàn cỏ hoa tắm mi tắp phất phơ dòng trời ngàn mận ngàn mơ. Ngàn mơ ngàn giang ngàn mưa chúc mơ che ngàn vầu, niềm thích chỉ một bầu phong cảnh mùi cơm lam thịt thính tính cô ưa đồng đăng áo cá chở bờ. Đăng áo cá chở bờ cao bằng thành lạng tam cờ tình tuyến, kia chợ mới nọ miền cây thị chùa tam thanh nhất nhị vào ra đông cuồng tuần quán bão hà. Hãy subscribe
phủ buông câu thả lưới nọ tiêu phu đồn cuối rừng sâu bốn mùa gió mát trăng thâu vững sao.
nhớ tổ tiên đời đời hương khói cửa họ ta. Dòng dõi chấm anh ngày nay nức tiếng hương dành đi. Ngày nay nức tiếng thơm danh ơn ai vun sợi cho cành nở hoa. Đức Giang gọi sơn ni hà cầm tu Đức Giang thần vũ trụ bao na lúc tiền sáng rọi lòng ta ơn đi dòng xưa mẹ công ngơ cha ai tài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gió nam mê toang mi thoảng ngang bay đi ngạt ngào. Thank you.
truyền ra thành công có lệnh truyền ra quân quân quan thì bộ cùng là sư dinh quân quân nguyên đạo mạc ta thành có là sư ông trần gian có là sư ông để trước công đồng vì phật thanh trừ minh đệ tử có sư lên trình bình quân
ra bạc lương thuận mình. Hà Trung Nam Bắc
Xem trong ra sự của nhà không có sai.
chúng tâm cho phàm trần. Nay về đồng tiếp lộc gần lộc xa. Thank you.
trần an vì đồng nghề kia phân tô son ý we'll be right back.
ngập thao. Thượng xa cả trong
trầu tên cánh phượng tung hoa hồng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thánh chúa tiên trung thương sơ tiếp dâng lên kim ngân sơ tiếp dâng lên trình quan đệ nhất nhị chép tiên cho thường tư cho đệ dường xây xây thank you.
chuyên nhang in tâu về thủy phủ cua cha độc định vô vọng là cho thủy khai quang nghe xong ngang thập cờ diệu quang miếng chiếu từ trung ngã tích tạng cung dạng kim phu hoàng cất cất thánh chúa thiên chúa phương dâng lên kim ngân sớ điệp dâng lên trình quan tam phủ chép biên cho thường phi cho định thị trường sinh thank you.
số tử số sinh quyền hành tất cả trong tay Quan Tâm phù. Cải tử hoàn sinh cho trần gian chúng con được cậy
vân đài áo mũ vào tôi bắt dâm ba đồng tử đi theo hầu lên đầu phương phụ vào chầu đức mẫu vương tiên ngồi đang hát vui chơi tiệc bàn loạn yến ẩm vui vầy đánh vần lưu võ sang trời nước người trần gian kia một tay thái tử đức đệ tam cứu sinh cũng lắm giải oan cũng nhiều trông cầm cánh cầm canh chiêng vang anh ỏi đất xanh vàng chim đổi giữa chiều thần văn võ bá quan sai lên đón rước đệ tam đi vào châu quan về đền lãnh ra thánh tích đức quân đông hàng quân của sông lên cho quân dân hưởng phước an lành nêu cao trí đức muôn danh ở thành ra hội cung tiệc bàn loan nghe cung thịnh mời quan đệ tứ quân lên trời quy đủ bốn lập thế tử hoành ra ngoài chủ trạng diệt quỷ cuộc tranh tương lai thank you.
đôi vạn cơ lệnh truyền thiên đôi vạn cơ quan tuần bây giờ chắc giam anh đình trước là bảo gia đình. Trần thế biến tay mình tài má dâng lên kim ngân tài má dâng lên trình quan đệ ngũ chép biên cho thường tư cho nên tiểu trường sinh nhân. Thank you.
quan, lẫm liệt quá lại quan. Tung hoành
sông tranh cất tiếng trả lời. Rằng có quan đệ chính người, quan ơn chính người trong phủ đất Đinh Giang. Ngựa chuyền sông pha đao thần quan xa trận, sinh tử vì đời quan trọng hiếu đạo. Trong ba chữ ấy con xin quan tuần tranh phân minh tỏ tượng người. Chữ chung chữ tình thương để đời. Nhưng nào có ở đâu mà đất trời thay ngày 25 tháng 5 quan tuần bị bắt giam đầy chốn sơn cùng oan vì tuyết nguyệt bởi lòng ai ân ân. Trước cung điện triều đình đem ra cha xét hỏi, được áo long bào truyền đi khắp mọi nhuộm màu trắng xanh
tâm thân đành nhẹ nhục vinh lẻ thương. Châu đệ nhất vui vẻ đêm rằm thành gia
thánh thượng ngàn tiên dâng văn điền chúa trên hà đồng đồng ý buông tuần quán ý giáng đi đền chúng chúng đây thượng hà xó vân dung gầy you
trên eo Phật thánh dưới cần eo đồng thời dốc một lòng con không dám đơn sao cầu tương lai chỉ chung đợi người chờ. Ngàn cỏ hoa nghiêng nghiêng mình ủ lá bay
sau đầu tiên. Vượt chim non mơ du con dâu xinh cùng sân lâm ly, cành cành đẹp tự nhiên trời một bầu gió mát chẳng chẳng thành. Rồi tụi lên tới chủ trời bà. Ý à,
về huyện tiên bản làm con y phủ dây. Sớm chiều thành thơ
chân ông mười đi thắt bộ để bài thơ ly đâu so kim cổ anh nghĩ hào bút pháp tinh anh tiểu nhập mình thân hoa khai quả kết vạn cảnh xuân hoàng về lưu bút án trăm họ thiên hạ âu tư cổ trông lên đỉnh giáp non thần tới quan hoàng thập du xuân nở trên tung dung đi đứng tựa thạch đàn mì xa nghe tiếng ngắt tiếng mi đàn bạc lá thông sâu mắt nhìn thank you.
con lại đón ông mời về. Chuyện đón hoàng mời về ông chứng đàng hoàng mười trung tâm cho đệ tử ghế ông lòng thành lòng cho thánh nghề đây. Ông cho thủy ông cầu đến mà ước được trong gia chung được thuận. thầy trò của ghế ông nhất tâm hầu bốn phù
cho nên ông mười phải vẫn vương nơi cõi trần. Ông vẫn vương nơi cõi trần. Rồi trừ tay đúng đó thủ nhang cùng tất cả bản hội, ai ai cũng được thọ chuông, ai ai cũng được thọ chuông. Con cháu cháu cứ nổi dòng đế đa. Chữ ơn đi trên như biển mình trời, ơn trên như biển mình trời, ơn hoàng chúng con đi xin nguyện sẽ làm mì tôi cho thích cho được đời, làm mì tôi cho thích cho được đời. Đổ ai hòa đường bước bước trai trai ông ta ngự đông, bước bước trai trai ông ta ngự đông. Hỏi trăng kia bao tuổi mà trăng già, hỏi trăng kia trăng bao bao nhiêu tuổi mà trăng già, ghế của ông năm nay bao nhiêu tuổi mà đẹp đẹp hào hoa như ngày nào, đẹp đẹp hào hoa như ngày Hoàng nghe văn nghe vỗ gối miệng ông lại mỉm cười, làm cho các cô tiên ở trên thượng bỏ cả hái đào chạy về đấy xem. Cô tiên chỉ yếu cô tiên em tiêu ta tiêu tít về hang miếng đây xem ông đang ngủ đông, về đấy xem ông ta sông bao nhiêu nước chưa chan, sông bao nhiêu nước mình chưa chan đi, rượu bao nhiêu trẻ mà lòng nề hoa vẫn vẫn chưa say, ba chén rượu đau xin hoa mới uống nhưng chờ sao
con vài giây cho thỏa lòng mình, vài giây cho thỏa lòng mình. Cho dù cách anh trở sông chữa con sông Lam, ngày nay đã có cầu bến thủy, ông cứ ung dung ông vội gì, cứ ung dung ông vội gì. Hay kinh văn con lầm lầm lội một yêu chi, dẹ dẹ áng mây vàng trên trên thượng thiên đã cô dẹ. Ta có chuyện chỉ dưỡng đó đau nhau bồi về trên trên này nhẹ. À, thành ra bồi sáng ngự lên trời thanh nhàn cô cả sáng ngự lên trời. Thành ra bồi đồng nai là cảnh thiên thai tới cô đôi thượng đại tài. Thành ra bồi bóng cô bơ mẫu đặt tên là bóng cô bơ. Thành ra hội sắc phong vô số lục cung nghi chiều chiều lên đồi hái thuốc độ cho dân an lành. Yên là cô sáu vâng như lời mẫu thượng hái thuốc tiên độ lượng nơi nơi quả nón xanh bùng đùng đùng đỉnh 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 trên đồi.
Dinh sàn hoa thiên lý, bước lên đó hoa
dân văn minh có tấm tình đời thỏa ngát hương làn gió đưa thỏa ngát hương làn cô bé trên ngàn nghề dân văn cô bé trên ngàn hồi cô bé hòa bình ai đi lê bóng hòa bình ra hồi lịch sử tốt tươi các cổ hoàng nề đem quân lên ngàn cầu hoàng đôi đem quân lên mặt nước là lùng cầu bờ biển lên quê sớm qua vào đến đây quê sớm tóc ra hồi vỗ tay. Khoan ơi yêu dô khoan thuyền quan hoàng mười dập diều trên sông sóng nước mênh mông tôn kính ngôi tam tòa trong đền lòng đức hoàng người thấy lâng lâng uy danh sáng soi muôn đời dựng thờ giữ yên trời nam